Là phụ nữ không biết hư là thiệt, ngoan cả đời được tiếng chịu hy sinh. Biết cách thư là biết đối với mình, biết thư giãn, biết cà phê cà pháo. Ngày đẹp trời biết rủ nhau đi dạo, ăn vỉa hè ngồi ghế đá công viên. Có nhiều khi cũng phải biết tiêu tiền, đi làm đẹp và phục hồi cơ thể. Phụ nữ ngoan là ở nhà lặng lẽ, giặt quần áo rồi lại chỉ nấu cơm. Thức ăn ngon nhưng người chẳng hương thơm, chồng sẽ chẳng biết ơn đâu nhé. Phụ nữ hư biết làm mình tươi trẻ, tụ tập bạn bè, lượn lờ tí chả sao. Phụ nữ hư biết hư trong giới hạn, cuộc sống này sẽ thấy thú vị ngay. Có nhiều khi phải thả lỏng một ngày, đi mua sắm hoặc làm gì mình thích. Đời để sống nên không cần đóng kịch, cứ hư chút cũng có mất mát chi đâu.